Đám cưới người yêu. Alo, Đức hả? Rảnh không? Đi cà phê đi. Hôm khác nha, hôm nay bận rồi. Bận gì thế? Nghe giọng ông có vẻ hớn hở nhỉ? À, hôm nay ngày đẹp, tôi quyết định hẹn nàng đi chơi để tỏ tình. Quá, cuối cùng thì cũng quyết tâm hả? Thế chúc ông thành công nhé. Ừ, cảm ơn ông. Sao lâu rồi mà cô ấy vẫn chưa đến nhỉ? Đức, xin lỗi nhé, mình tới hơi trễ. Cậu chờ mình lâu chưa? Không sao, không sao. Hôm nay có chuyện gì mà hẹn mình đi cà phê thế này? À, đúng là có chuyện muốn nói. Trùng hợp vậy, mình cũng đang có chuyện vui muốn nói với cậu nè. Chuyện vui á? Chuyện gì thế? Mình có người yêu rồi. Sao? Người yêu ư? Ừ, anh ấy hơn mình 5 tuổi, đẹp trai, con nhà giàu. Cưa mình mấy tháng rồi mà giờ mình mới chịu. Vậy sao? Vì cậu là bạn thân của mình nên mình thông báo cho cậu đầu tiên đấy. Hôm nào gặp mình sẽ giới thiệu hai người với nhau nha. Thôi đừng buồn nữa, tìm người khác là được chứ gì. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy chỉ vẫn coi tôi là bạn thân, không hơn không kém, chỉ là mình đơn phương thôi. Biết làm sao được, tình cảm mà. Ông không việc gì phải buồn. Tôi không sao, đừng lo cho tôi. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tôi vui rồi. Chúc mừng hai người, phải thật hạnh phúc nhé. Cảm ơn cậu. Mình sẽ hạnh phúc đúng không anh? Ừ, tất nhiên rồi. Một thời gian sau. Kia chẳng phải là chồng của Hương sao? Sao anh ta lại... Alo? Hương à, dạo này có khỏe không? Đức hả? Mình vẫn khỏe. Cậu thế nào? Cậu bệnh đấy à? Sao ho dữ thế? Mình chỉ bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu. Nằm nghỉ một lát là khỏe ấy mà. Thế chồng cậu đâu? Sao không bảo anh ấy đưa đi khám? Anh ấy nói đi công tác mấy hôm, có mình ở nhà thôi. Mình không sao đâu, cậu đừng lo. Đi công tác à? Cậu ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc, cứ nằm không như vậy sao khỏe được. Đúng là chỉ có cậu mới tốt với mình như vậy, lúc nào cũng có mặt khi mình cần. Hương này. Hả? Gì thế? Chồng cậu vẫn tốt với cậu chứ? Tất nhiên rồi, anh ấy rất tốt với tớ, tớ vẫn đang rất hạnh phúc. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? Không, tớ lo cho cậu thôi. Cậu lo cho cậu trước đi, bao giờ mới chịu lấy vợ để mình còn ăn cổ nữa. Tớ chưa muốn, vẫn còn sớm mà. Sớm gì nữa, hơn 30 rồi đấy ông tướng ạ. Đẹp trai, ga lăng lại tốt bụng như cậu thì thiếu gì người yêu, cứ kén lắm vô. Có lẽ mình đã quá lo lắng rồi, cô ấy vẫn hạnh phúc thế cơ mà. Alo? Tớ không muốn sống nữa. Hương à, có chuyện gì thế? Sao cậu lại khóc thế? Anh ta đã bỏ tớ đi theo người khác rồi. Tớ không muốn sống nữa. Vĩnh biệt cậu. Kìa, Hương! Hương! Hương ơi, cậu đang ở đâu? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Lại là cậu à?
đồ ngốc. Sao cậu khờ thế hả? Tại sao phải vì một người không yêu mình rồi hành hạ bản thân như thế? Anh ta có xứng đáng với cậu không? Cậu thôi đi, cậu có tư cách để nói mình à? Chẳng phải cậu cũng ngốc như mình sao? Mình đâu phải con ngốc mà không biết tình cảm cậu dành cho mình bao nhiêu năm qua. Mình đâu có đáng để cậu phải hy sinh như thế. Phải, mình thừa nhận tình cảm dành cho Hương, nhưng mình không ngốc. Mình không hề hành hạ bản thân vì mình đang làm điều mình muốn. Bởi đối với mình, chỉ cần nhìn Hương sống vui vẻ, hạnh phúc là mình đã mãn nguyện lắm rồi. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, và đó là cách yêu của mình. Nếu Hương còn coi mình là bạn thì phải mạnh mẽ lên, đừng như thế này nữa, được không? Cậu đúng là người đàn ông ngốc nhất trên đời. Thôi nào, để mình đưa cậu về. Lương Y. Ngày xưa, ngày xưa, ở làng nọ có một vị thầy lang rất giỏi. Anh không những có y thuật cao cường mà còn có một tấm lòng vô cùng nhân hậu. Mẹ anh không sao, giờ chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc theo đơn này là khỏi thôi. Lát nữa ta sẽ bốc thuốc cho. Tôi cảm ơn thầy nhiều ạ. Hãy cầm lấy số tiền này mua cái gì đó tẩm bổ cho bà nha. Thầy tốt quá, đã chữa bệnh miễn phí cho mẹ tôi, bà còn cho tiền để mẹ tôi bồi bổ. Hôm nay tôi xin kết cỏ ngậm vành. Cứu chữa bệnh cho người dân là trách nhiệm của tôi mà, cậu đừng khách sáo quá. Thôi, tôi còn phải đi chữa bệnh cho nhiều người nữa, cậu chăm sóc cho mẹ đi nha. Vâng, cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy Lang Tư đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người. Y thuật của ông đã giúp biết bao nhiêu người khỏi bệnh. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc đến tai nhà vua. Hễ ai trong cung có bệnh gì, nhà vua đều cho vời anh đến. Vì thế, những thái y trong cung cũng đem lòng đố kỵ với anh. Thầy Tư! Thầy Tư, vợ tôi đang nguy kịch lắm, xin hãy đến cứu vợ tôi với. Có chuyện gì? Vợ anh làm sao? Cô ấy bỗng nhiên nôn ra rất nhiều máu, mặt mày xanh lét, một hồi rồi bất tỉnh nhân sự. Xin thầy hãy mau đến cứu cô ấy với. Vậy để tôi lấy đồ nghề rồi đi cùng anh nha. Thầy Lang Tư! Nhà vua có lệnh, thầy Lang Lê Tư lập tức vào cung. Trong cung có chuyện gì sao? Quý phi đột nhiên bị sốt, nhà vua cho vời thầy Lang Tư vào cung khám gấp. Bị sốt sao? Xem ra cũng không có gì nghiêm trọng hết. Phiền ngài về báo với nhà vua, cho mời vị thầy lang khác được không ạ? Ở sao có thể thế được chứ? Mệnh lệnh của nhà vua đã nói rất rõ ràng là đích thân thầy Lê Tư, nhà ngươi phải vào cung. Ngươi không thể trái lệnh được. Nhưng mà tôi đã hẹn đến nhà của vị này để chữa bệnh cho vợ anh ta trước rồi. Hơn nữa, trong cung cũng có rất nhiều thái y mà. Ngươi cũng biết là trong cung nhiều thái y, nhưng nhà vua lại cho vợ ngươi, chứng tỏ ngươi rất coi trọng ngươi. Ngươi nên biết điều một chút, mà nếu ngươi không đi, ngươi sẽ mắc tội kháng chỉ là tội chết đấy. Tôi không kháng chỉ, tôi sẽ vào cung. Nhưng hãy đợi tôi đến khám xong cho vợ của người này đã. Vợ anh ta đang rất nguy kịch, còn bệnh của quý phi thì có thể đợi được. Còn người này, nếu như tôi không đến thì cô ta sẽ mất mạng mất. Làm gì có chuyện đó chứ. Lệnh vua là trên hết, người phải lập tức vào cung. Nếu không, người sẽ phải bị tội chết. Mình hãy vào cung đi. Là tội chết đấy mình có biết không? Nhưng mà vợ anh ta... Tôi xin anh hãy đi tìm thầy lang khác đi. Chồng tôi phải vào cung, nếu không anh ấy sẽ bị xử tội chết mất. Nhưng tôi biết tìm hay bây giờ. Tôi sợ vợ tôi không thể chờ được. Tôi vẫn phải đi cứu vợ của người này trước. Mình nói cái gì thế? Rượu mày không uống, lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, bắt lấy hắn, áp giải vào cung cho ta. Tôi xin mình mà, anh vào cung ngay đi. Thế nào, người muốn tự nguyện hay để ta phải dùng biện pháp mạnh đây? Tôi biết mình khó tránh khỏi tội chết, chỉ xin ngài hãy cho người báo lại với nhà vua để tôi đến khám cho vợ người này trước. Xong việc tôi sẽ theo ngài vào cung chịu tội. Ngươi! Mình ơi, mình đã bỏ tôi mà đi sao mình? Mình, tôi xin lỗi, nhưng tôi là một thầy lang, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Lương tâm của tôi không cho phép, mình hãy hiểu cho tôi nha. Ngươi lo cứu mạng người ta mà không lo cứu mạng mình sao? Ý tôi đã quyết, xin ngài hãy cho tôi được toại nguyện. Thưa đức vua, quý phi chỉ bị cảm nhẹ, thần đã kê thuốc cho người uống,
chí vài tháng là khỏi ạ. Tốt lắm. Thưa đức vua, Lê Tư đã được giải vào cung ạ. Mau cho hắn vào. Lâu nay ngươi luôn được nhà vua sủng ái, còn hơn cả thái y như ta. Hôm nay thì ngươi thân bại danh liệt rồi. Ngươi thật to gan, dám cãi lệnh của ta sao? Thưa đức vua, Thảo Trần nào dám cãi lệnh người, chỉ là... Còn dám nói là không cãi lệnh. Ta bảo ngươi lập tức vào cung chữa bệnh cho quý phi, mà ngươi lại chữa cho vợ của tên dân đen kia trước. Thế không phải là cãi lệnh thì là gì? Xin đức vua hiểu cho, Thảo Trần là một thầy lang, nhiệm vụ của thần là đi cứu người. Ai bệnh nặng, ai nguy kịch hơn thì thần sẽ cứu người đó trước. Thảo Dân thấy bệnh tình của quý phi chưa đến mức nghiêm trọng đâu, nên mới để sau ạ. Điều dân to gan, người giả mang quý phi ra so sánh với vợ của tên dân đen kia sao? Người là bậc cao quý, đương nhiên tính mạng quan trọng hơn tất cả. Người nói thế là có ý khinh thường quý phi, khinh thường cả đất vua nữa. Thảo Dân không có ý đó. Thảo Dân có 100 cái đầu cũng không dám coi thường quý phi và đức vua đâu ạ. Chỉ là... Còn chối à? Nếu người coi trọng quý phi thì đã ngay lập tức vào cung khám bệnh cho người, chứ không phải trì hoãn như thế này đâu. Thưa đức vua, tội của hắn đáng chu di tam tộc đấy ạ. À. Thưa đức vua, thần không dám đâu ạ. À. Chỉ là thần thấy đã là tính mạng của con người thì ai cũng đáng quý như nhau, không thể phân hạng sang hèn. Người phụ nữ kia đang ở bên bờ vực của cái chết, nên thần mới đi cứu bà ta trước, chứ không hề có ý coi thường quý phi vào nhà vua đâu ạ. À. Người em đi, đừng có ngụy biện. Dù thế nào thì ngươi cũng đã mắc tội kháng chỉ. Ngươi có thành mình thế nào cũng vô ích. Ngươi đã phạm tội chết rồi. Đúng, Thảo Dân đã phạm tội. Nhưng Thảo Dân không hối hận, vì nếu Thảo Dân không đến kịp, người phụ nữ kia sẽ chết. Thảo Dân xin chịu tội. Chỉ xin đức vua anh minh, đừng xử tội người nhà của Thảo Dân. Ai làm người nấy chịu, một mình Thảo Dân chịu là đủ rồi. Được, vậy bao lời hắn ra xử trảm. Quân đâu, còn không y lệnh, mang tình Lê Tư này ra trảm đi. Người yên tâm, người sẽ không phải chết đâu. Bẩm ý người là... Thưa, sao lại thế ạ? À? Ta không trách tội người, trái lại còn ban thưởng cho người nữa. Ban thưởng? Người nói sao ạ? À? À, tâu đức vua, sao có thể như thế được ạ? À? Hắn đã phạm tội mà. Người thật là một lương y chân chính, y thuật cao cường, lại có lòng nhân đức, thương xót nhân dân mà không màng đến sống chết của mình. Nếu giết ngươi thì ta chẳng khác nào một hôn quân gian ác không biết lý lẽ sao? Ngươi cũng nên học đức tính này của Lê Tư đi. Dạ vâng ạ. À. Ngươi đúng là một vị vua anh minh, tạ ơn ngươi đã không trách tội ạ. À. Ngươi đâu, ban thưởng cho thầy lang Lê Tư 100 lạng vàng. Tạ ơn đức vua đã ban thưởng, nhưng thần có một tâm nguyện. Thần muốn đổi vàng được ban thưởng này thành gạo trắng để ban cho dân nghèo cứu đói, có được không ạ? À? Được, được chứ. Ngươi quả là người có tấm lòng cao cả. Đất nước này có những lương y như ngươi thì quả là phúc của muôn dân. Tạ ơn đức vua. Gái rượu. Gái rượu của bố ơi, vào bố bảo này. Dạ, bố gọi gái rượu ạ. À? Ừ, cái rượu cầm lấy tiền chạy sang nhà bà Tám, bảo bà bán cho bố hộp bánh bông lan về thắp hương mẹ nhé. Dạ, cái rượu đi ngay. Bà Tám ơi, bà Tám. Ôi, cái rượu của bố Phúc đấy à, cháu sang mua gì thế? Bà bán cho cháu một hộp bánh bông lan. Ừ, hôm nay dỗ mẹ hả cháu? Vâng ạ. Của cháu đây. Cháu cảm ơn bà. Ai vậy mẹ? Ừ, con dâu à. Cái gái rượu nhà ông Phúc vừa sang đây mua đồ về thắp hương mẹ nó ấy mà. Gọi là gái rượu luôn hả mẹ? Đấy là biệt danh bố nó đặt cho nó đây. Chứ tên thật của nó là Hạnh. Nó thích mọi người gọi là gái rượu lắm. Ừ, công nhận bố con bé nghĩ ra biệt danh này hay thật. Bố ơi, bố kể cho con nghe về mẹ đi. Từ lúc sinh ra con chưa được gặp mẹ. Con là một người phụ nữ đảm đang, lo toan gánh vác mọi việc trong gia đình. Chỉ tiếc là ông trời đã mang mẹ con đi quá sớm. Bố có yêu mẹ con không? Bố yêu mẹ như yêu con bây giờ vậy. Con vẫn luôn tò mò, sao bố gọi con là gái rượu? Có phải trước mẹ còn sống, bố rất thích uống rượu phải không? Không phải thế đâu con à. Bố yêu thương con
nên bố mới gọi con là gái rượu con gái à. Bố ơi, sau này lớn lên, cho dù lấy chồng, con cũng nhất định sẽ thường xuyên về phụng dưỡng bố, chăm sóc bố lúc về già. Ừ, gái rượu ngoan lắm. Chú ngồi nghỉ một lát đi, chúng cháu còn lâu mới xây hết chỗ vữa này. Ừ, vậy chú nghỉ một lát nha. Đáng lẽ tầm tuổi như chú, người ta nghỉ ngơi bên con cháu rồi. Mà con gái chú đi học bên Nhật thế nào rồi, bao giờ mới về? Cháu nó vẫn khỏe, còn 2 năm nữa là về cháu à. Có con đi du học nước ngoài tự hào bác nhỉ. Vất vả một tí, nhưng sau này nó về nước công thành danh toại, rồi đến lúc đó bác tha hồ mà hưởng phúc. Ôi, nuôi con là nghĩa vụ của bố mẹ mà các chú. Chỉ mong sao cho đời con nó đỡ khổ hơn đời mình là mãn nguyện các chú ạ. À. Bác cứ nói thế. Một thời gian sau, gái rượu, gái rượu ơi. Vâng vâng, có gì em gọi lại ạ. À? Bố thì con lớn rồi mà, bố gọi con là hạnh đi. Hôm nọ con đưa bạn về quê, bố cứ gọi con là gái rượu hoài, nghe ngưỡng chết đi được. Vừa nãy khi con đang nghe điện thoại, bố gọi thế không biết người ta có nghe thấy không nữa. Bố xin lỗi, bố vẫn quen gọi con như lúc con còn ở nhà. À bố này, con đang nghĩ có khi con quay lại Nhật làm việc. Con mới về nước được có mấy tháng lại tính đi sao? Con định đi bao lâu? Con nghĩ rồi bố ạ, ở bên Nhật con mới phát triển sự nghiệp được. Ừ, con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Vâng, mà vừa nãy bố gọi con có chuyện gì ạ? Bố nhờ con vào nhà bà Tám mua hộp bánh bông lan về thắp hương mẹ ấy mà. Vâng, con mới về cũng chưa vào nhà bà Tám chơi, con đi luôn ạ. Bà Tám ơi. Cháu là Hạnh đây bà. Bà không nhận ra cháu sao? Hạnh nào nhỉ? Cháu là Hạnh con bố Phúc nè bà. Ngày trước hay sang nhà bà mua bánh bông lan đó. À, gái rượu phải không? Cháu về rồi hả? Cháu cứ nói là Hạnh, bà chả biết là ai. Thì tên thật của cháu là Hạnh mà bà. Bây giờ cháu lớn rồi, không gọi là gái rượu nữa. Gớm, mới đi du học có mấy năm mà kêu lớn. Ngày trước không phải lúc nào cháu cũng một câu xưng gái rượu, hai câu gái rượu đó thôi. Rồi cả bố cháu nữa, đi đâu cũng khoe gái rượu của tôi thế này, gái rượu của tôi thế kia. Dạ, bố cháu hay nói về cháu với mọi người vậy sao? Ừ, bố cháu hãnh diện về cháu lắm đó. Thế nào, đi du học về đã báo đáp cho bố được cái gì chưa? Dạ, cháu... Bố cháu vì cháu mà vất vả lắm đó. Bà nói cháu nghe nè. Dạ. Hiếm có ai được như bố cháu gái rượu à. Phận gà trống nuôi con đã vất vả, thế nhưng ông ấy không bao giờ than vãn với ai, lúc nào cũng chịu đựng một mình. Nhớ hồi mẹ cháu mới mất, nửa đêm ông ấy một mình bế cháu ra trạm xá. Rồi những ngày cháu đi học nữa, ông ấy phải vất vả đi phụ hộ, nắng mưa cũng không nghỉ, về nhà vẫn lo toan việc nhà đầy đủ, từ con lợn, con gà, để kiếm tiền gửi cho cháu. Bây giờ ông ấy cũng có tuổi rồi, đã đến lúc cháu nên bù đắp lại công lao của ông ấy, cháu à. Bà ơi, cháu biết cháu phải làm gì cho bố cháu rồi. Gái rượu ơi, mày đã thay đổi thật rồi. Mày đã khiến bố phải vất vả vay mượn khắp nơi để đi du học bên Nhật. Vậy mà chưa kịp báo đáp được gì cho bố, thì mày lại định rời bỏ quê hương để làm giàu xứ lạ, phục vụ cho những tham vọng ích kỷ. Bố, gái rượu xin lỗi bố. Gái rượu sẽ không đi sang Nhật nữa đâu. Gái rượu sẽ ở nhà phụng dưỡng bố. Vậy con. Cha, con viết chữ xong rồi. Cha cho con ra ngoài chơi nhé. Không được, sắp tới giờ thầy giáo Vương đến rồi. Con phải học chứ. Ngày nào cha cũng bắt con học từ sáng đến chiều. Con muốn ra ngoài chơi với các bạn. Cha chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Bẩm đại nhân. Thưa đại nhân, có thư từ Kinh Thành gửi về ạ. Thư từ Kinh Thành ư? Vừa qua, quan huyện Trần Hào đã lập công lớn trong việc bảo vệ dân làng trước nạn vỡ đê. Nay trẫm ban thưởng 1.000 lạng bạc
và phong chức quan tuần án. Nhận được thư, lập tức lên kinh thành nhậm chức. Ha 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 ha, tuyệt quá, ta được thăng chức rồi. Cảm ơn hoàng thượng. Ngày mai cha con ta sẽ cùng vào kinh thành gặp hoàng thượng nhé. Dạ. Dạ, đúng là kinh thành có khác, trầm uất quá. Từ nay chúng ta sẽ sống ở đây sao cha? Có lẽ là vậy, con thấy có đông vui không? Dạ, vui ạ. Lâu lắm rồi con không được ra ngoài chơi thế này. Cha ơi, con muốn ăn chè. Bên kia người ta bán chè kìa. Được, dù sao vẫn còn sớm, đi thôi. Chào hai cha con. Cho hai chén chè đậu đỏ. Vâng, có ngay. Thật đáng tiếc. Sao lại đáng tiếc hả cha? Con thấy chú đó không? Trong mặt mũi thông minh sáng sủa như thế mà lại phải đi bán chè. Con biết vì sao không? Vì sao ạ? Vì không chịu học hành chứ sao. Con mà không chăm học, chỉ suốt ngày đòi đi chơi, thì sau này lớn lên sẽ phải làm cái nghề bán chè bần hàn thấp kém này đấy. Thế con có muốn ra đường bán chè hay làm quan giống cha? Này anh, xin lỗi vì đã nghe được câu chuyện của hai cha con. Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ tò mò muốn biết ông đây là quan gì thôi. Tôi vốn là quan huyện ở Yên Hạ, được hoàng thượng chiếu cố nên dời vào kinh thành phong chức quan tuần án. Quan tuần án ư? Phải, tôi chính là quan tuần án sắp sửa nhậm chức. Nếu ông hỏi xong rồi thì ra chỗ khác để tôi dạy dỗ con trai mình. Nhớ nghe chưa, con phải chăm chỉ học đấy, nếu con không muốn đi bán chè. Dạ. Sao hoàng thượng không gọi mình vào cung mà lại triệu đến phủ tể tướng nhỉ? Tể tướng đến. Dạ, dạ kính chào, chào tể tướng. Tướng ngoan lắm, hai cha con đứng dậy đi. Dạ, tôi đến để nhậm chức quan tuần án. Chẳng hay sẽ không có chức quan tuần án nào cho ngươi đâu. Mau về đi. Sao lại thế ạ? À? Ngươi còn nhớ ta chứ? Hãy nhìn rõ xem ta là ai. Ông là... Trời, thì ra ông... Đúng, ta chính là người mà ngươi đã gặp ở quán chè hôm trước và chứng kiến câu chuyện ngươi dạy con trai mình. Tôi... Đối với ngươi, bán chè là một nghề thấp hèn, tầm thường lắm sao? Một người có thái độ khinh thường người khác như ngươi không xứng đáng làm quan tuần án. Ta đã bẩm báo với hoàng thượng, ngươi cũng đồng tình với ta nên đã phán ngựa đưa thư bảo ngươi đến gặp ta đấy. Cháu bé, cháu cứ cố gắng học hành, nhưng phải ghi nhớ một điều rằng nghề nào chỉ cần là nghề lương thiện không phạm pháp cũng là nghề đáng quý, đáng trân trọng. Không có họ thì làm sao chúng ta được dùng nhiều của ngon, đồ tốt được. Cháu hãy luôn ghi nhớ điều này, không được coi thường ai đó cũng như thành quả lao động của họ. Dạ. Còn ngươi, mau về quê đi, rồi thay đổi lại cách dạy con của mình. Nếu tâm ngươi dưỡng tốt, chắc chắn sau này sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Dạ, cảm ơn tể tướng đã chỉ bảo. Nàng tiên gió. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một cô gái xinh đẹp tên là Effie. Cô đem lòng yêu James, một chàng trai trẻ trong vùng, và hai người dự định sẽ làm đám cưới. Effie, ta tìm nàng khắp nơi mà chẳng thấy đâu hết. Nàng vẫn đang ngắm bộ váy cưới à? Ôi, James, em chỉ muốn kiểm tra lại chắc chắn xem bộ váy có sai sót gì ở đâu không. Lỡ đâu người giúp việc lại không cẩn thận. Em muốn ngày cưới của chúng mình phải thật hoàn hảo, và em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của chàng.
Effie, đối với ta, nàng lúc nào cũng xinh đẹp nhất thế gian này. Ta thật may mắn khi có được nàng. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, phải không James? Ừ, chắc chắn rồi. Ta sẽ bên nàng mãi mãi. Sao? Đêm qua ngươi thấy James đi vào khu rừng phía Tây à? Dạ vâng. Trong ánh trăng lờ mờ, em vẫn thấy rõ ràng đó là bóng cậu James đi một mình vào khu rừng. Không hiểu có chuyện gì giữa đêm hôm như thế nữa. Chàng tỉnh giấc rồi à? Xin, nàng tiên gió đáng yêu của ta, sao nàng đến tận đây mà không đánh thức ta? Em muốn tới đây ngắm chàng lâu hơn một chút. Nếu để người khác thấy được nàng sẽ nguy to đấy. Chàng quên rồi sao? Em vô hình với tất cả mọi người mà, chỉ duy nhất chàng nhìn thấy em mà thôi. Nhưng sẽ thật không hay nếu ai đó thấy ta đang nói chuyện một mình thế này. Chàng sắp làm lễ cưới với Effie rồi, có phải chàng sẽ bỏ mặc em không? Nàng đừng lo, làm gì có ai nhìn thấy nàng ngoài ta. Chúng ta vẫn có thể thoải mái gặp gỡ nhau thường xuyên mà chẳng ai biết được đâu. Và nàng sẽ vẫn mãi múa hát cho ta nghe. Nhưng sao lâu nay nàng không cho phép ta được ôm nàng thế? Đó là bí mật của em, xin chàng cho phép em không được nói. Trêm à, em yêu chàng, đừng bỏ rơi em. Nàng là thiên thần của ta, sao ta có thể bỏ nàng chứ? Ta hứa đấy. Ngươi thấy ta sao? Dĩ nhiên là ta thấy được ngươi rồi, tiên gió. Thấy được cả chuyện xấu xa khuất tất ngươi làm sau lưng ta. Sao ngươi dám mê hoặc chồng chưa cưới của ta? Hóa ra ngươi là phù thủy. Effie, người James yêu là ta. Ngươi đừng tưởng bỏ nữa. Ngươi sai rồi. Chỉ cần James làm lễ cưới với ta, chàng sẽ là của ta mãi mãi. Vì quá yêu James, Effie vẫn quyết tâm làm lễ cưới với chàng ta như dự định, và không đá động gì đến chuyện nàng tiên gió. Hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi. James, hãy đi theo em. Đi theo em này. Sao bỗng dưng anh ta chạy đi đâu vậy? Anh ta bỏ cô dâu mà đi như vậy sao? Xin, nàng ở đâu? Ở đâu rồi? Tiên gió của ta ơi! Chàng trai, cậu đang tìm người yêu đúng vậy không? Cô ấy chạy về phía tây kia kìa. Hãy cầm chiếc khăn choàng này và tự tay choàng cho cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ thích mùi hương của nó đó. Thật vậy sao? Cảm ơn bà nhiều lắm. Cùng chàng cũng ở bên em rồi. Hãy ở đây mãi mãi cùng em nha. Nàng thấy sao? Chiếc khăn này rất đẹp đúng vậy không? Để ta khoác lên người cho nàng nhé. Xin, nàng tỉnh dậy đi. Nàng bị làm sao thế này? Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Đúng rồi, ta phải quay về với Effie, nói rằng ta chỉ bị mê muội để xin nàng ta tha thứ cho ta. Quá muộn rồi,
Effie sẽ không bao giờ nghe những lời đường mật giả dối của ngươi nữa. Bà là ai? Ta đã yêu ngươi thật lòng, nhưng điều ngươi trả lại cho ta chỉ là sự phản bội. Cô ta là tiên gió, có ai nắm giữ được gió cơ chứ? Chỉ cần ngươi ôm lấy cô ta sẽ biến mất như một cơn gió mà thôi. Còn nỗi đau khổ của ta, ngươi có màng đến hay không? Không ai làm ngươi mê muội cả, là do bản thân ngươi tự mê hoặc chính mình thôi. Cuối cùng, James nhận ra chàng đã mất tất cả chỉ vì tham lam, muốn nắm giữ những điều phù phiếm chẳng có thực và không trân trọng những gì mình đang có. Chàng cứ ngồi lì ở trong rừng mãi. Kể từ đó, chẳng còn ai nhìn thấy chàng nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!